bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kẽm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cho ngọt thanh tình mẹ thương con, chia ngọt dịu vun tròn hạnh phúc, trải ngọt bù trăm năm, sữa ông thọ Vinamilk vị ngon cùng năm tháng. Kính chào quý vị và các bạn. Diễn biến thời tiết ở nửa đầu phía Bắc đều phụ thuộc vào rãnh áp thấp này. Cho đến sáng nay thì rãnh đã yếu hẳn đi và vùng mây ẩm cũng theo rãnh dịch xuống Thanh Hóa, Nghệ An. Vì thế cả Bắc Bộ và nửa phía Bắc của Trung Bộ mưa đang có xu hướng giảm, chủ yếu là mưa rào ngắt quãng xảy ra trên diện hẹp ở một số tỉnh thành như Hà Nội, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh đến Nam Định và Nghệ An. Còn lại phần lớn các khu vực đều tạnh ráo, có nơi hửng nắng. Dự báo trong chiều nay, mưa sẽ giảm hẳn. Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Lạng Sơn, Hà Giang, Việt Trì, trời tạnh ráo, cảm giác oi xuất hiện khi nhiệt độ tăng lên 32-33 độ, độ ẩm cao luôn trên 70%. Chỉ riêng một số thành phố như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ là lúc mưa, lúc nắng, nhiệt độ khoảng 31-33 độ. Trung Bộ cũng có nắng nhiều hơn và nóng trong chiều nay khi nhiệt độ nhích thêm từ 1-2 độ so với hôm qua. Cao nhất tại các thành phố Thanh Hóa đến Huế là 32-35 độ. Các thành phố Đà Nẵng đến Phan Thiết từ 33-35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng sẽ tiếp tục lên đều từ giờ cho đến chiều. Nhờ lợi thế địa hình cao, các thành phố Pleiku, Kon Tum không khí vẫn dễ chịu, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 33-35 độ, trời nóng. Về chiều tối thì mưa rông giải nhiệt có thể xảy ra. Dù diện mưa dưới 1/3 diện tích khu vực nhưng vẫn cần đề phòng mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ kèm theo tố lốc và gió giật mạnh. Về thời tiết biển, khắp các vùng biển từ ven bờ ra đến ngoài khơi bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu đảo và hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa dự báo chiều nay ít mưa, gió không quá cấp 4, biển êm và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.